Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Chương trình tối nay thứ hai ngày 11 tháng 3 có những nội dung chính sau. Đoàn công tác của Bộ Tài nguyên và Môi trường làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai về công tác quản lý nhà nước lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Trong thời điểm nắng nóng tiếp tục kéo dài như hiện nay, việc chủ động phòng chống mía cháy đang được các nhà máy, chính quyền địa phương và bà con nông dân các địa phương của tỉnh Gia Lai cộng đồng trách nhiệm cùng thực hiện. Sáng nay ngày 11 tháng 3, tại trụ sở Ủy ban Nhân dân tỉnh, đoàn công tác của Bộ Tài nguyên và Môi trường do đồng chí Đặng Quốc Khánh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường làm trưởng đoàn đã làm việc với tỉnh Gia Lai về công tác quản lý nhà nước lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh. Tiếp và làm việc với đoàn công tác của Bộ Tài nguyên và Môi trường, về phía tỉnh Gia Lai có các đồng chí Hồ Văn Niên, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trương Hải Long, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, cùng lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh và lãnh đạo 17 huyện thị xã thành phố trong tỉnh. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trương Hải Long, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai nhấn mạnh, để ngành tài nguyên và môi trường được phát triển bền vững và đáp ứng được nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phương, ngoài sự nỗ lực của toàn hệ thống chính trị, sự đồng hành của doanh nghiệp và sự ủng hộ của nhân dân trên địa bàn tỉnh, thì rất cần sự quan tâm, hỗ trợ, giúp đỡ của Trung ương, đặc biệt là Bộ Tài nguyên và Môi trường để tỉnh Gia Lai phát huy lợi thế, xây dựng ngành tài nguyên và môi trường năng động, sáng tạo và đạt được mục tiêu đề ra đến năm 2030, cơ bản đạt các mục tiêu phát triển bền vững về tài nguyên, môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Quán triệt tinh thần tại buổi làm việc, đồng chí Đặng Quốc Khánh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường nêu rõ, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã và đang tham mưu Chính phủ, Quốc hội xây dựng và hoàn thiện các dự án luật liên quan đến các lĩnh vực về đất đai, tài nguyên, khoáng sản. Đồng thời, hiện nay Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng đang đẩy mạnh việc phân cấp phân quyền cho các địa phương giải quyết các thủ tục trên lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Tại buổi làm việc, qua kiến nghị của tỉnh Gia Lai, các thành viên trong đoàn công tác của Bộ Tài nguyên và Môi trường đã trao đổi, giải đáp những khó khăn vướng mắc và trả lời các kiến nghị đề xuất của tỉnh Gia Lai liên quan đến các nhóm vấn đề như hoạt động của Văn phòng Quản lý đất đai cấp huyện, việc thành lập tổ chức phát triển quỹ đất cấp tỉnh, quy định trong việc tách, hợp, thửa đất, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của thành phố Pleiku và hai thị xã An Khê và Azumba, việc sửa đổi một số quy định để tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trên lĩnh vực bảo vệ môi trường, cấp bổ sung kinh phí đối với các nhiệm vụ dự án thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường quản lý do tỉnh Gia Lai đang thực hiện trên địa bàn tỉnh, cùng một số vướng mắc trong công tác thủy lợi và phòng chống thiên tai. Sáng nay ngày 11 tháng 3 tại huyện Đắk Pơ, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai đã tổ chức hội nghị truyền thông ứng dụng công nghệ thông tin kết nối mạng xã hội an toàn trong hoạt động hội năm 2024 cho 100 học viên là chủ tịch, phó chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ các xã thị trấn và chi hội trưởng phụ nữ trên địa bàn huyện Đắk Pơ. Tại hội nghị truyền thông, các học viên được nghiên cứu các chuyên đề, hướng dẫn thực hiện chủ đề năm 2024 tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động hội, kiến thức về chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong gia đình và xã hội, trong hoạt động hội, kỹ năng cơ bản để đảm bảo an toàn thông tin trên môi trường mạng. Ngoài ra, các học viên còn được hướng dẫn cách chuẩn bị bài dự thi, clip mô tả sản phẩm dự thi của thi ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức sinh hoạt hội năm 2024. Dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Đắk Pơ đã tổ chức ra mắt mô hình Tổ phụ nữ ứng dụng công nghệ 4.0 gồm 25 thành viên. Qua mô hình nhằm tuyên truyền cho hội viên phụ nữ tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác hội, gia đình và xã hội như sử dụng điện thoại thông minh tra cứu thông tin, truy cập mạng an toàn, cách sử dụng tài khoản định danh điện tử VNEID, sử dụng các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt. Thưa quý vị và các bạn, nông dân trên địa bàn tỉnh Gia Lai đang bước vào cao điểm thu hoạch mía niên vụ 2023-2024. Vui mừng vì mía năm nay được mùa được giá, song bà con nông dân cũng hết sức lo lắng bởi tình trạng cháy mía có thể xảy ra bất cứ lúc nào do nắng nóng tiếp tục kéo dài. Chủ động phòng chống mía cháy đang được các nhà máy, chính quyền địa phương và bà con nông dân cộng đồng trách nhiệm cùng thực hiện. Phóng sự ghi nhận tại các địa phương phía đông của tỉnh Gia Lai. Gần một tháng trở lại đây, tại các địa phương phía đông tỉnh Gia Lai liên tiếp xảy ra tình trạng mía cháy. Bước đầu theo tổng hợp từ nhà máy đường An Khê, toàn vùng nguyên liệu đã có hơn 15 hectare mía bị cháy, tập trung tại các huyện Công Tro, Đắk Pơ, Cờ Bang và thị xã An Khê. Dĩ nhiên là tụi tôi cũng không có mong muốn nó xảy ra, nhưng mà có rủi ro thì tụi tôi mua giá mía cháy nó thấp hơn so với cái mía thịt bình thường là 100.000 đồng một tấn. Thì cũng tạo điều kiện giúp cho bà con cũng an tâm
và cái lợi nhuận của cái người trồng mía trên cái diện tích mía trái này nó cũng vẫn ổn định từ 25 đến 30 triệu trên một hecta với cái năng suất hiện nay là 78 tấn hecta bình quân. Nhà máy đường An Khê đã tổ chức nhiều cuộc họp với các địa phương hộ trồng mía vùng nguyên liệu phía đông của tỉnh Gia Lai nhằm chủ động triển khai các giải pháp phòng ngừa cháy mía trong giai đoạn cao điểm nắng nóng hiện nay. Của nhà dân của tôi thì còn lại 3.2 tấn nữa. Nhưng mà cái lúc mà thời điểm mà nắng hạn thì những cái vùng nào khô hạn, phân luồng là muốn vùng cao mía xuống lá là thu hoạch trước. Tuyên truyền bà con nâng cao nhận thức trong việc phòng chống cháy mía, tuyệt đối không đem chất gây cháy vào ruộng mía. Bên cạnh đó là thực hiện các giải pháp làm bờ ranh cản lửa, rồi không để trường hợp cháy mía lây lan từ đồng ruộng này sang đồng ruộng khác. Cho đến thời điểm này, bà con nông dân đã thu hoạch được hơn 65% diện tích mía toàn vùng và dự kiến sẽ kết thúc vào cuối tháng 4 năm 2024. Để phòng ngừa cháy mía, vấn đề quan trọng nhất đó là mỗi người dân cần nâng cao nhận thức, tuân thủ các hướng dẫn của chính quyền địa phương và doanh nghiệp, đặc biệt là trong quá trình dọn dẹp, vệ sinh ruộng mía sau thu hoạch. Gia Lai đẩy mạnh phát triển hạ tầng logistics. Mô hình thanh toán không dùng tiền mặt ngày càng được nhiều tiểu thương, người tiêu dùng yêu thích vì những tiện lợi mà nó đem lại. Để đẩy mạnh phát triển dịch vụ logistics trên địa bàn tỉnh, năm 2024, Sở Công Thương Gia Lai tiếp tục phối hợp với các sở ngành địa phương, tham mưu tỉnh rà soát, điều chỉnh các quy hoạch, kế hoạch có liên quan, tích hợp dịch vụ logistics trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo đồng bộ về cơ sở hạ tầng, cơ cấu sản xuất phù hợp với mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Được biết, theo phương án phát triển mạng lưới giao thông vận tải và hạ tầng logistics tỉnh Gia Lai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Gia Lai phấn đấu đến năm 2030 xây dựng 3 cảng cạn ICD, mỗi cảng cạn có diện tích 10 hectare, gồm ICD Nam Pleiku, ICD Lệ Thanh, ICD An Phú. Đến năm 2050, xây dựng thêm ICD Diên Phú, thành phố Pleiku và ICD An Khê. Trung tâm học tập cộng đồng phường Chi Lăng, thành phố Pleiku vừa phối hợp với trường trung học phổ thông Chi Lăng tổ chức lớp dạy tin học văn phòng miễn phí cho 30 học viên là người dân tộc thiểu số ở làng Gia Lăng. Lớp học sẽ được tổ chức trong 3 tháng và học vào tối thứ Bảy hàng tuần. Để giúp các học viên có điều kiện thực hành và luyện tập các bài học ngay tại nhà, trường trung học phổ thông Chi Lăng đã tặng 3 máy tính bảng cho lớp học, góp phần giúp bà con dân tộc thiểu số nâng cao trình độ, kỹ năng tin học và biết khai thác những tiện ích mà công nghệ thông tin đem lại để phục vụ đời sống và sản xuất sinh hoạt. Thưa quý vị và các bạn, nhằm thúc đẩy quá trình chuyển đổi số nói chung và xây dựng nền kinh tế số nói riêng, nhiều mô hình thiết thực, ý nghĩa đã được triển khai ở các địa phương, cơ sở sản xuất kinh doanh và các chợ truyền thống trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Mô hình thanh toán không dùng tiền mặt ngày càng được nhiều tiểu thương, người tiêu dùng yêu thích vì những tiện lợi mà nó đem lại. Đây còn là xu thế chung mà các tiểu thương cần thích ứng linh hoạt trong thời đại công nghệ số hiện nay. Phóng sự được thực hiện tại chợ Hoa Lư, một trong những chợ đầu tiên trên địa bàn thành phố Pleiku, hướng đến mô hình khu chợ không dùng tiền mặt. Chị Phạm Thị My thường đi chợ Hoa Lư để mua các loại thực phẩm. Điều mà chị My thấy tiện lợi đó là hầu hết các tiểu thương ở chợ đều có tài khoản ngân hàng hay mã QR tài khoản để chị dễ dàng thanh toán bằng ứng dụng được cài đặt trên điện thoại thông minh của mình. Em mua đồ gì đấy mấy chục nghìn được các chị nhận chuyển khoản hết, chuyển khoản nhanh, đỡ phải tiền mặt. Hầu như là em không cần xài tiền mặt đó. Em toàn chỉ cầm điện thoại thôi, xong rồi tới mua hàng rồi chuyển khoản cho mấy chị. Thường mấy chị là có cái mã QR hết, xong rồi quét, thanh toán là xong. Thì chị thấy nó thanh toán điện tử thì rất là tốt đó, mà tiện ích hơn nữa. Còn những cái nhỏ nhặt như rau cỏ thì chị tiền mặt, còn như mua thịt cá thì chị thường thường chị chuyển khoản. Việc thanh toán qua tài khoản còn giúp các tiểu thương có thể quản lý và theo dõi được doanh thu bán hàng mỗi buổi mỗi ngày. Tùy theo người ta có tiền thì người ta chuyển, mà người ta không có tiền thì người ta đưa tiền mặt. Ai chuyển thì mình cũng chấp nhận thôi. Mình vẫn thích nhà tiền mặt hơn, nhưng mà chuyển khoản cũng được, không có sao. Thì mình rồi mình rút cái tiền là được. Việc xây dựng những khu chợ không dùng tiền mặt không chỉ thúc đẩy kinh tế số phát triển mà còn giúp các tiểu thương tránh được rủi ro đánh rơi, mất cắp tiền mặt, tăng mức độ luân chuyển của nguồn vốn khi nhập hàng, bán hàng. Chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình thời sự sau.